Xin chào tất cả quý bạn quay trở lại với xe 24 giờ để mít giá xe tổng hấn bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe Mitsubishi Xpander phiên bản 2023 chiếc xe Mitsubishi Xpander phiên bản 23 này đang có giá cả như nào tổng hấn bánh bao nhiêu thì em sẽ giới thiệu cho nhau một cách chiếc cụ thể chiếc xe Mitsubishi Xpander nó thuộc phân khúc của dòng xe MPV nó đang cạnh tranh trực tiếp đó là chiếc xe Toyota Veloz chiếc xe Suzuki lưỡi 7 hay là rất nhiều xe trên trường Việt Nam ạ. Ok, xin phát đi vào chi tiết từng phiên bản. Đầu tiên giới thiệu cho về một chiếc xe Mitsubishi Xpander. Bản Cross, nó số bản cao uh, cấp nhất của dòng xe Mitsubishi Xpander ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 698 triệu. Phiên bản 23 này nó tăng lên 10 triệu nhá. Sang tháng 3 này thì đại lý Trung em đang bán với giờ đang là 680 triệu tức là đang giảm giá cho anh em là 18 triệu tiền mặt và tặng cho anh em gồm có phim cách nhiệt, trả dàn da và cam trình ạ. À. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Xpander bản Cross lá nội đang là 787 triệu ạ. À. Còn ở tỉnh thì đang là 753 triệu. Tỉnh áp thuế 100 thì là 767 triệu và ở thành phố Minh thì là 773 triệu. Trả góp thì đang là 250 triệu. Tỉnh thì đang là 217 triệu tỉnh áp tuyến 100 thì đang là 231 triệu và ở thành phố Minh thì đang là 237 triệu. Có một giá tốt hơn, hay khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giờ đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Mitsubishi Xpander bản Premium ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 658 triệu ạ. Nó tăng lên là 10 triệu so với cả phiên bản 2022 em nhá. Sang tháng 3 này thì đại lý chúng em đang bán với giá đang là 641 triệu ạ. Tức là đang giảm giá cho anh em là 17 triệu tới mặt. Và tặng cho anh em gồm có phim cách nhiệt, trả trận da và cam chỉnh ạ. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Xpander bản premium này nó nội đang là 743 triệu. Còn ở tỉnh thì nó 710 triệu tỉnh áp thuế 100 thì là 723 triệu và ở thành phố Minh thì là 730 triệu ạ. Còn đối cho góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đa là 237 triệu thôi ạ. Tỉnh thì đa là 205 triệu. Tỉnh áp thuế 100 thì là 217 triệu và ở thành phố Minh thì là 225 triệu. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi vì giá xe, tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp. Lá số ảnh như nào thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại cho con tâm, hình thức trả thẳng trả góp. Để mọi thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất ạ. Ok, tiếp theo thiệu cho về một chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số tự động, bản Eco. Với giá miết của chiếc xe này đang là 598 triệu. Bản 23 này nó cũng tăng lên là 10 triệu em nhá. So với cả phiên bản 2022 đấy ạ sang tháng 3 này thì đại lý chúng em đang bán với giá đang là 6 567 triệu ạ. Và tặng cho anh Hùng có phim cách nhiệt, trải thần da và cam trình. Vậy thì chiếc xe Xpander bản số tự động bản Eco này nó nội đang là 662 triệu. Còn ở tỉnh thì là 630 triệu. Tỉnh áp thuế 100 thì 642 triệu. Và ở thành phố Minh thì là 650 triệu. Còn trả góp thì đang là 214 triệu tỉnh thì 183 triệu, tỉnh áp thuế 100 thì 195 triệu và ở thành phố Minh thì đàn là 203 triệu ạ. À. Ok, vậy giờ là em đã giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại cho 3 phiên bản của chiếc xe Mitsubishi Xpander phiên bản 23 rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy giờ này xin phép em sẽ dừng vào đây. Anh em có thấy hay thì hôm nay like, đăng ký kênh em nhá. Để giúp cập nhật về giá xe tổng mức dòng xe của Mitsubishi cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe trên trường Việt Nam để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok xin phép em sẽ dừng vào đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn em đã xem video này của em ạ.